Thiên vị trong tình cảm là bình thường nhưng mà đừng thể hiện nó ra. Tôi ghét phải nói cho bạn biết rằng là các bậc cha mẹ thường đặc biệt yêu thương một số đứa con. Sự thật là vậy. Nếu bạn nói chuyện với họ đủ lâu, nhiều người sẽ thừa nhận điều đó. Đôi khi nói thẳng thì họ sẽ thích đứa này hơn đứa trẻ khác và sự thật là vậy. Thường thì trong mỗi khía cạnh trong cuộc sống, những người làm cha mẹ thường sẽ phân chia tình cảm khác nhau. Một người mẹ cho biết bà thích hỏi ý kiến của đứa A và còn khi bị bệnh thì bà lại thích nói chuyện với đứa B. Còn trong khi mà gần gũi nhất thì lại là đứa C. Tuy nhiên hầu hết cha mẹ đều phủ nhận điều đó khi được hỏi trực tiếp. Trong đời thực thì chúng ta đều biết là không phải lúc nào cũng có sự công bằng. Cha mẹ không chỉ xem con cái như máu mủ ruột thịt mà giữa cả hai còn có mối quan hệ giữa người với người. Và khi bước vào các mối quan hệ sẽ khó tránh khỏi việc chúng ta yêu thích người này hơn người kia. Chúng ta hòa hợp với một số cá nhân nhất định và xem họ là bạn tâm giao. Trong khi với những người khác thì ta không gắn kết bằng, gia đình cũng không ngoại lệ. Quy tắc xã hội khiến cha mẹ hiểu rằng mình phải phân chia tình cảm đồng đều cho các con. Nhưng trong thực tế, họ có thể yêu mến đứa này hơn đứa khác một chút. Bà Sophia mô tả mối quan hệ của bà với con cái. Thật khó giải thích tường tận lý do tại sao cuộc sống gia đình của tôi là hạnh phúc đến vậy. Tôi luôn yêu thích vai trò của một người mẹ, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, trong mọi việc, ở nhà với các con khi chúng đi học về, lắng nghe những phiền muộn của con, cùng con giải quyết những vấn đề với bạn trai, bạn gái hoặc là những cuộc chia tay, tất cả những điều đó. Và giờ đây gia đình có thêm những đứa cháu. Tôi đã hứa với các cháu là sẽ cho chúng đi du lịch châu Âu khi chúng bước vào trung học phổ thông, và cho tới nay tôi đã thực hiện lời hứa với 4 đứa rồi. Bà Sophia mô tả cuộc sống của mình hiện nay là một vòng tròn bận rộn xoay quanh những sự kiện trong gia đình, những cuộc viếng thăm, tham dự các kỷ niệm, sinh nhật, tiệc cưới và tốt nghiệp, vân vân. Nhưng khi chúng tôi đề cập đến tình yêu thương dành cho mỗi đứa con, bà chỉ mất một giây lưỡng lự. Mấy đứa nhỏ sẽ không bao giờ biết chuyện này. Alice chính là nó, tôi hợp nó nhất, hai mẹ con có cùng sở thích, nói chuyện thoải mái và thường tâm sự với nhau. Tôi yêu huyết thảnh những đứa con của mình, chúng rất tuyệt vời. Nhưng Alice thì khác một chút, tôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên con bé. Nếu phải ở chung với một đứa thì chắc chắn sẽ là nó. Tôi đánh bạo hỏi thêm liệu bà có nghĩ rằng những đứa con của bà cảm thấy như vậy không? Ồ, dĩ nhiên là không, bọn trẻ không đứa nào giống đứa nào và cha mẹ sẽ cảm nhận từng đứa khác nhau. Đây là một bài học mà tôi học được, đó là đừng bao giờ thể hiện ra. Và đó chính xác là điều mà các bậc cha mẹ thành công đã làm trong gia đình suốt cả cuộc đời họ. Họ chấp nhận thực tế là họ yêu mến một số đứa con hơn những đứa còn lại. Họ hình dung ra mức độ trừu tượng của tình yêu thương, mức độ mà tất cả các đứa con đều nhận được như nhau. Tôi nhận thấy tuyên bố chung chung của các chuyên gia đó là tôi yêu các con như nhau, hoàn toàn nhất quán với sự thật là nhưng có một số đứa thì hơn những đứa khác một chút. Các chuyên gia có lối tư duy này chấp nhận sự khác biệt trong tình cảm, đừng quá bận tâm về nó và dù sao đi nữa thì cũng đừng thể hiện nó ra. Sự thiên vị công khai thì rất tệ, khi bọn trẻ cảm nhận được cha mẹ yêu thương con cái không đồng đều, chúng sẽ dễ gặp các vấn đề về đạo đức, trạng thái tinh thần kém và có hành vi phạm tội sớm hơn. Ngoài ra, những trẻ nghĩ rằng cha mẹ mình thiên vị thường hay mâu thuẫn và không hòa thuận với anh chị em trong nhà. Một số chuyên gia dù đã cách xa thời thơ ấu 6-70 năm, thậm chí 80 năm rồi, vẫn nghẹn ngào khi nhớ lại sự thiên vị công khai của cha mẹ mình đối với một người con khác trong gia đình. Nỗ lực đối xử với các con đồng đều và công bằng hết mức có thể là một điều đúng đắn. Bà Lauren, 89 tuổi. Cha mẹ tôi yêu thương mấy anh em trai của tôi nhiều hơn tôi. Tôi nghĩ điều đó đã có tác động lớn đến cuộc đời của tôi. Tôi không có ý nói cha mẹ không yêu thương tôi. Chỉ là con trai thì quan trọng hơn con gái. Con gái chỉ để cưới rồi đẻ thêm con cái. Và tôi lớn lên với cảm giác là chị sẽ cho mấy đứa thấy chị giỏi hơn mấy đứa nhóc à. Chống mắt lên mà xem, tôi đã có được những thành tựu trong cuộc sống, học vấn, những thứ đại loại như vậy vân vân. Nhưng khi đã thành công, tôi tự hỏi tại sao mình lại phải bận tâm mấy chuyện như vậy. Buồn thật phải không? Cái cách mà cha mẹ thiên vị có vẻ như không có gì to tát, ngay cả khi điều đó khiến anh chị em ruột xích với nhau. Nhưng có một hậu quả nghiêm trọng khác, anh chị em trong nhà sẽ không gần gũi với nhau. Thay vì dành thời gian cho nhau, chúng sẽ chia sẻ những trải nghiệm và có những ký ức đẹp với anh chị em của mình. Sự thiên vị trong gia đình sẽ dẫn đến những khoảng cách. Ông John, 78 tuổi. Tôi là con đầu trong một gia đình nhiều thế hệ. Chúng tôi sống chung với ông bà, còn các cô thì ở lân cận. Và dĩ nhiên tôi được mọi người hết mức cưng chiều, nên khi em trai tôi ra đời, không ai còn chú ý đến nó cả. Sau này bố tôi mới nói với tôi, khi Peter sinh ra và không ai quan tâm đến nó, bố phải ưu ái nó hơn. Lúc còn nhỏ, tôi đã biết có điều gì đó không ổn, nhưng tôi lại không hiểu tại sao tôi hay gây gổ với em trai và bất hòa với bố. Sau đó tôi hiểu thế nào là thiên vị. Cha mẹ không thể đối xử thiên vị với con cái và tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó khi 12 hoặc là 3 tuổi. Tôi đã có thể hiện thái độ và bố rất tức giận vì tôi quá ngỗ ngược. Vì vậy mà tuổi thơ của tôi vô cùng tệ hại. Tôi và đứa em đánh nhau nhiều kinh khủng. Có lần tôi còn bị gãy cái răng cửa.
Mẹ tôi gần như không có tiếng nói trong tất cả những chuyện này. Khi nhận ra những gì đang diễn ra trong gia đình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi đã phải điều trị với bác sĩ tâm lý trong suốt 3 năm để vượt qua. Chúng ta có hai bài học được rút ra ở đây. Đầu tiên đó là việc cha mẹ thiên vị ở một mức độ nào đó là bình thường và bạn gần như chắc chắn không thể tránh khỏi điều đó và có tránh thì cũng vô ích. Mỗi đứa con, mỗi tính cách, chúng ta thích những người giống mình và dễ gắn kết với đứa con có tính cách, sở thích và các giá trị gần mình nhất. Nếu ở ngoài kia có người có sức hấp dẫn với ta và có người không có sức hấp dẫn với ta, thì trong gia đình việc tương tự cũng như vậy. Bài học từ các chuyên gia là hãy thôi lo lắng về điều đó. Cảm thấy gần gũi với đứa con này hơn đứa khác là chuyện bình thường, hoàn toàn tự nhiên và không có gì phải cảm thấy tội lỗi cả. Bài học thứ hai đó là bạn phải đón nhận tất cả những cảm giác chân thật đó về bọn trẻ và chôn sâu cảm giác ấy trong lòng. Bạn có thể thích đứa này hơn đứa kia, bạn có thể nói riêng với người bạn đời về điều này, nhưng đừng cho bọn trẻ biết. Tránh đưa ra sự so sánh thể hiện việc bạn yêu mến đứa nào hơn. Có những người đến 90 tuổi vẫn không thể nào quên được câu nói của cha mẹ ngày xưa: anh của con là niềm tự hào, niềm vui của cha mẹ. Hay chị của con là đứa xinh đẹp và thông minh. Trong vai trò làm cha mẹ, bạn có thể suy nghĩ như vậy, nhưng theo các cụ ông, cụ bà diễn tả thì cảm giác tệ hại nhất chính là cảm giác mình là đứa con không được cha mẹ yêu thương bằng anh chị em trong nhà. Các chuyên gia cho biết, thật thà không phải là thượng sách khi bàn đến chủ đề này. Vậy là phần 2 trong chuỗi 5 bài học dành cho các bậc cha mẹ đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là Phương Smith. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.